Yêu cầu ra soát đánh giá tác động môi trường dự án lấn biển Quảng Ninh Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tỉnh Quảng Ninh ra soát lại quá trình phê duyệt đánh giá tác động môi trường dự án khu đô thị 10B. Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital làm chủ đầu tư có gần 3,9 ha, tức là 12% diện tích nằm trong khu vực bảo vệ 2, vùng đệm của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, Ngày 9 tháng 11, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa yêu cầu tỉnh Quảng Ninh ra soát quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này. Bộ yêu cầu xem xét kỹ nội dung và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định, đánh giá tác động môi trường. Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường hay chưa, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ đề nghị lưu ý sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt. Lưu ý thứ hai là sự phù hợp với việc nhận dạng hạng mục công trình liệu có khả năng tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là tới cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và chất lượng môi trường biển Vịnh Hạ Long. Cùng với đó, Bộ yêu cầu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, tính đa dạng sinh học và chất lượng nước biển ven bờ. Tỉnh Quảng Ninh cũng được yêu cầu kiểm tra, giám sát công ty đỗ gia, chủ đầu tư, việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, việc tuân thủ tiến trình thi công các hạng mục của dự án, thời điểm thi công, theo chế độ thủy triều của khu vực, việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật, theo cam kết. Trong quá trình thu hút đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Quảng Ninh không nên hy sinh môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần. Việc phát triển của Quảng Ninh cần đảm bảo các hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên ưu tiên bảo tồn và phục hồi nguyên trạng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự án có đầy đủ giấy phép được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày 7 tháng 11, công ty trách nhiệm hữu hạn độ xa Capital đã bị xử phạt 35 triệu đồng vì không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, chủ đầu tư bị phạt 90 triệu vì chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc danh giới quy hoạch dự án, chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất khiến cho lượng bùn bị thủy triều cuốn ra xa hiện dự án bị dừng thi công để cơ quan chức năng thành phố cẩm phả kiểm tra thẩm định phương án thi công